gần 10.700 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Đây là con số được ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng thông tin tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa 11 tỉnh thành phố trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển vào sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8. Số tàu cá chưa đủ điều kiện để hoạt động khai thác thủy sản tại Quảng Ngãi là gần 3.100 tàu, Quảng Nam là gần 1.200 tàu, Hà Tĩnh là hơn 1.800 tàu và Bình Định là hơn 800 tàu. Theo đại diện ngành nông nghiệp các tỉnh, khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý tàu cá hiện nay là tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ và xử lý. Để thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ thẻ vàng của EC, các địa phương đề xuất cho chủ trương thí điểm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với nhóm tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, hoạt động nghề câu mực để giám sát, quy định thống nhất thời gian rà soát, báo cáo về số lượng tàu cá mất kết nối VMS trên 6 tháng và 1 năm, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, xử lý nghiêm đối với các tàu cá vượt ranh giới cho phép tại các vùng biển giáp ranh. Theo kế hoạch ban đầu, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 17 triệu lượt khách vào năm 2024. Tuy nhiên, tỉnh này mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm thu hút 19 triệu lượt khách du lịch, điều chỉnh tăng thêm 2 triệu lượt khách. Để thu hút bổ sung 2 triệu lượt khách trong năm 2024, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức 92 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch trong 6 tháng cuối năm, mở thêm các sản phẩm du lịch còn lại trong số 62 sản phẩm đăng ký ra mắt trong năm 2024. Ngoài ra bổ sung thêm một số nhiệm vụ sản phẩm du lịch mới, trong đó khôi phục lại tuyến du lịch đường biển thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc đến thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch để thu hút khách đường bộ Trung Quốc vào Quảng Ninh qua các cửa khẩu tại Quảng Ninh cũng như ở Lào Cai. Tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch từ thị trường Ấn Độ và thu hút dòng khách Hàn Quốc thông qua đường bay quốc tế đến sân bay quốc tế Vân Đồn. Nhằm đánh giá tác động đa chiều cả trước mắt và lâu dài đối với dự luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số nhóm ngành, Hội thảo dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi và ngành đồ uống do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 8 tại Hà Nội. Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định hồ sơ dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đó đáng chú ý có nội dung lùi việc tăng thuế suất rượu bia lên 100% sau năm 2035 thay vì 2030. Theo các chuyên gia, ngành đồ uống hiện đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 60.000 tỷ đồng trên một năm. Chính vì vậy, việc sử dụng công cụ thuế để giảm mạnh hơn nữa nhu cầu tiêu dùng rượu bia cần được cân nhắc kỹ tác động ở nhiều mặt, nhất là đối với khả năng sụt giảm doanh thu ngân sách nhà nước và của các doanh nghiệp trong ngành rượu bia và chuỗi ngành hàng liên quan. Thực tế hiện nay và dự báo trong thời gian tới, ngành rượu bia tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, khiến sản lượng sản xuất, tiêu thụ bia sụt giảm khoảng 20% so với trước đây. Tốc độ tăng trưởng âm gây nhiều khó khăn và thách thức cho ngành. Thống kê cho thấy có khoảng 50% số doanh nghiệp giảm lợi nhuận trong giai đoạn 2020-2021, hơn 70% doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp giảm chi phí, giảm lao động khiến thu nhập lao động giảm 10%. Thưa quý vị, thực hiện chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030 của Chính phủ, và ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng, Binh chủng Hóa học đã tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó sự cố hóa học chất độc, chất phóng xạ, chất thải, môi trường có tính liên ngành, liên vùng. Hai chuyên đề quan trọng được giới thiệu tại hội nghị là tập trung vào thực trạng và nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất độc, phóng xạ, chất thải, môi trường có tính liên ngành, liên vùng, làm rõ về năng lực, hệ thống tổ chức ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia hiện nay và chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030. Đồng thời, các đại biểu cũng được hướng dẫn một số giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường, cách sử dụng các trang thiết bị ứng phó và xử lý khi có tình huống sự cố xảy ra. Đây là dịp để các đại biểu nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động trong việc đề phòng, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường sự hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, hướng tới một môi trường sống an toàn và bền vững cho thế hệ tương lai. Để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều trường lớp mới, góp phần giảm áp lực trường lớp ở các quận huyện, nhất là những địa bàn đông dân cư.
Tính đến ngày 31 tháng 7 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có 12 ngôi trường mới được xây dựng xong với 325 phòng học mới. Chuỗi những trường học mới được khánh thành là nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng 4.500 phòng học mới chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi trên ngày và giảm áp lực tuyển sinh tại các khu vực như quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, thành phố Thủ Đức và các khu vực lân cận. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, bình quân mỗi năm số học sinh sẽ tăng thêm các cấp là khoảng 25.000 em. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh trên mỗi lớp vượt cao so với chuẩn, đặc biệt là ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, nhìn chung năm 2024-2025, ngành giáo dục vẫn đảm bảo 100% chỗ học cho các em học sinh trên địa bàn thành phố.